Ý kiến về cuộc chiến tranh sắp tới giữa Trung Cộng và Đài Loan. Dân số Đài Loan 23.896.972 người với tổng diện tích đất là 35.410 km². So với Trung Cộng 1.449.535.710 người với tổng diện tích đất là 9.390.784 km², theo số liệu mới nhất từ Liên Hiệp Quốc. Tôi đồng ý Trung Cộng và Đài Loan là một gia đình trước năm 1949. Gia đình này xào xáo, lục đục cãi vã, đánh đấm với nhau, rồi chia tay nhau, ly dị, vợ chồng mỗi người ở một nơi. Người chồng, ông Tập Cận Bình, thừa kế Mao Trạch Đông, đã chiếm cứ một vùng đất diện tích khổng lồ gấp 265 lần bà vợ Thái Anh Văn, thừa kế Tưởng Giới Thạch. Trong tay Tập Cận Bình còn thâu tóm nhân sự gấp 40.936 lần dân số của bà Thái Anh Văn. Hai người đã chia tay suốt 73 năm rồi, còn gì nữa mà Tập Cận Bình đòi hội tụ lại thành một gia đình, một quốc gia, thật là vô cùng vô lý. Thế giới phát triển theo đa dạng, diversity, như nhiều gia đình, cha mẹ đẻ ra con cái, rồi thế hệ con cái kết hôn với nhau đẻ ra cháu, chít chát. Tiếp tục hình thành thêm nhiều gia đình nữa để thừa kế nhà cửa, đất đai và con người, nên diễn biến hình thành nhiều quốc gia trên thế giới là một chuyện tự nhiên của trời đất. Tôi nhận xét thấy thằng Tập Cận Bình này quá tham lam, mỗi ngày cứ áp đặt, hăm dọa, đòi tấn công bà Thái Anh Văn, nhằm cướp hết tài sản đất đai và nhân sự của bà đã và đang dày công xây dựng trong suốt 73 năm qua. Phải nói, thằng Tập Cận Bình này quá tham lam, độc ác và man dợ. Nó là một con thú dữ, chứ chẳng phải con người. Con người biết rất rõ, thằng gây ra chiến tranh là thằng gây ra tội ác giết người, tội ác diệt chủng, thường bị cả thế giới đồng thanh lên án. Trong một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, một bên là xâm lược, một bên là phòng thủ, nên nhớ, lợi thế luôn luôn nằm ở phe phòng thủ. Phe phòng thủ biết địa hình, địa vật, biết luôn cả khí hậu, thời tiết, biết luôn những sinh hoạt của dân mình, biết luôn những vùng hiểm trở, biết ở đâu có nước, có suối, ở đâu có thực phẩm. Lẽ dĩ nhiên, phe phòng thủ biết đào giao thông hào, biết đặt mìn, biết đặt trông, gài bẫy, biết về đêm đánh du kích bắn tẻ. Còn kẻ xâm lược một ngày sống mà không có nước và thực phẩm sẽ bị mệt mỏi, thiếu ngủ thì khó chịu và chán trường rồi, đánh đấm gì nổi. Thường phải gánh chịu sự thất bại nhục nhã. Putin có thái độ như một ông vua ngồi trên ngai vàng, đâu biết những khó khăn của binh lính mình, cứ tưởng mình nhiều lính, nhiều võ khí tối tân là sẽ đánh thắng Ukraine trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Một sai lầm lịch sử của Putin vì chẳng chịu học lịch sử khi Hoa Kỳ đã từng bị sa lầy trong cuộc chiến Việt Nam, và Liên Xô cũng đã từng bị sa lầy trong cuộc chiến Afghanistan. Ấy thế mà mới đây nhất, nhà cầm quyền Việt Cộng đã cử bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Việt Nam, bắt tay khẳng định sự đoàn kết với ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, tại hội nghị CICA ở Kazakhstan hôm 13 tháng 10, theo hình của thông tấn xã Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam đang khẳng định thế đứng nịnh bợ thằng Putin độc ác đang xâm lược Ukraine. Trong khi đó, gần như cả thế giới đang ủng hộ Ukraine, viện trợ cho Ukraine để đánh đuổi thằng ác nhân Putin ra khỏi bờ cõi. Hội nghị Liên Hiệp Quốc UNGA, General Assembly of the United Nations, đã thông qua 4 lần nghị quyết tố cáo thằng Putin xâm lược. Lần nào cũng bè lũ 5 nước Nga, Belarus, Bắc Hàn, Syria và Nicaragua đều chống lại nghị quyết. Còn riêng thằng Việt Cộng thì 3 lần bỏ phiếu trắng và 1 lần bỏ phiếu chống ủng hộ Nga để Nga khỏi bị đuổi ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phiếu trắng được xem như không có ý kiến, nhưng thế giới người ta cũng nhận xét được sự dã tâm của thằng Việt Cộng. Thay vì chúng nó biết rõ chính nghĩa nằm ở Ukraine, nước bị xâm lược, chúng mập mờ bỏ phiếu trắng, nằm trong một nhóm khoảng 35 phiếu trắng. Chúng không dám lên án thằng độc tài độc ác Putin. Trong khi đó, có 141 quốc gia đã ủng hộ nghị quyết lên án việc làm tồi bại của Putin đang xâm phạm chủ quyền của Ukraine, rằng Putin dã và đang đi ngược lại hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Tôi dùng Việt Cộng vì lũ này nó không thể đại diện cho dân tộc Việt Nam của tôi.
Từ ngày chúng nó cướp chính quyền Việt Nam từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, dân tôi khinh chúng nó, vì dân tôi chẳng có ai bầu cho chúng nó. Rồi đây, nếu thằng Trung Cộng nuốt trọn nước Việt Nam, sẽ chẳng có quốc gia nào lên án Trung Cộng. Ở đời, có vay có trả là thế. Dân số nước Nga gấp 3,38 lần Ukraine. Còn diện tích nước Nga là rộng nhất thế giới, gấp 29,5 lần Ukraine. Tự nhiên Putin cáo buộc chính phủ Ukraine phát xít và diệt chủng. Rồi Putin đem quân qua xâm lược Ukraine. Putin lại khẳng định việc ông ta đang làm không phải là xâm lược mà chỉ là thực hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Và Putin còn sạo sạo rằng kế hoạch của chúng tôi không phải là chiếm lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi không định áp đặt điều gì lên bất kỳ ai bằng vũ lực. Nói xong thì Putin đã chiếm xong 4 tỉnh của Ukraine là Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Xong đâu vào đấy? Putin cho rằng chính quyền thân Nga đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 9 và tuyên bố tỷ lệ ủng hộ sáp nhập vào Nga tại Zaporizhia là 93,11%, Kherson 87,05%, Lugansk 98,42% và Donetsk 99,23%. Tự nhiên, bộ mặt gian xảo, bịp bợm của Putin đã tự động bị phơi bày trước con mắt của công chúng quốc tế. Những thằng độc tài và tàn bạo như Putin mà nói, chẳng ai nghe thấy lọt lỗ tai, gọi là nghịch nhĩ. Ấy thế khi Đại hội đồng Liên hiệp quốc ra nghị quyết muốn chấm dứt tư cách của Putin, đuổi ra khỏi làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thì Việt Cộng bỏ phiếu chống. Thêm 3 lần nữa, Đại hội đồng Liên hiệp quốc UNGA ra nghị quyết một chống Nga xâm lăng Ukraine. 2. Chống Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào lãnh thổ Nga. 3. Chống Nga vụ thảm sát tại thị trấn Bucha, ngoại ô phía tây bắc Ukraine với 50 tử thi và 421 tử thi của thường dân Ukraine ở những khu vực cạnh thủ đô Kyiv. Tất cả đã bị sát hại bởi sinh sĩ lữ đoàn 64 cơ giới của Nga sau khi rút lui. Dựa theo lời cáo buộc của Ukraine, có khoảng 140 quốc gia đều tán thành nghị quyết trên, duy chỉ có thằng Việt Cộng là mập mờ bỏ phiếu trắng, coi như vô can, không có ý kiến. Nhưng thực chất là ủng hộ Nga, nằm trong nhóm khoảng 35 phiếu và 5 phiếu chống, trong đó có Nga, Belarus, Bắc Hàn, Syria và Nicaragua. Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Bucha đã lên án Nga gây ra tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng. Ông cũng cho rằng Ukraine không muốn tiếp tục đàm phán với Nga kể từ khi tìm thấy các vụ thảm sát nhắm vào thường dân. Người ta ghi nhận tiến trình bầu cử tổng thống năm 2019 rất dân chủ ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky chiến thắng 39 đối thủ sẽ làm ảnh hưởng đến sự độc tài của Putin. Người ta nói Putin là một tên độc tài vì ông ta đã từng làm tổng thống từ năm 2000 đến 2008, rồi thủ tướng từ 2008 đến 2012, rồi tiếp tục làm tổng thống từ 2012 đến tận ngày hôm nay, và ông ta đã sửa hiến pháp để có thể làm thêm đến 2036. Điều này chứng tỏ Putin là một tên độc tài. Và tên Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam cũng hành xử độc tài như Putin, đạp điều lệ đảng để làm thêm nhiệm kỳ 3 chức tổng bí thư quyền lực nhất ở Việt Nam. Tổng thống Zelensky của Ukraine được hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận là tổng thống của một chính quyền dân chủ, nên được hầu hết các quốc gia khác hỗ trợ tiền bạc, vũ khí, thuốc men và đạn dược để chống quân xâm lược Nga mà tên độc tài Putin đang thống lãnh. Nga là một nước lớn, bị cầm quyền bởi tên độc tài Putin, lại nằm cạnh một quốc gia mới dân chủ như Ukraine. Làm sao chịu đựng nổi? Sớm muộn tiến trình dân chủ của Ukraine cũng làm bùng nổ tiến trình dân chủ tại Nga. Lo sợ viễn ảnh dân chủ cạnh bên sẽ châm ngòi nổ tại Nga, sẽ chấm dứt nền độc tài của Putin. Vì thế Putin bất chấp phải tiêu diệt nền dân chủ của Ukraine. Đó là lý do chính chứ không phải cái cớ Ukraine là fascist hay đàn áp dân Nga mà Putin đã kéo quân qua xâm lược.
với diện tích 17.098.246 km², Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, bao phủ gần 1/9 diện tích lục địa trái đất. Nga cũng là nước đông dân thứ 9 thế giới với 145,8 triệu người, 2020. Dân số hiện tại của Ukraine là 43.109.411 người và tổng diện tích đất là 579.537 km² vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, theo số liệu mới nhất từ Liên Hiệp Quốc. Hầu hết người Ukraine có thể nói tiếng Nga dù người gốc Nga chỉ chiếm khoảng 17%, chủ yếu ở phía đông. Dựa theo những lời phát biểu của tên cộng sản độc tài Tập Cận Bình, trước sau gì cũng đến một ngày Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan. Dựa theo cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine, tin tức mới nhất cho biết Putin đang xa lầy, không thể đánh thắng Ukraine. Nên Putin đã cho chiến đấu cơ và những máy bay không người lái UAV đã tàn phá 70% nhà máy điện của Ukraine. Thế giới rồi đây chắc chắn phải lên án mạnh mẽ vì chẳng khác gì Nga đang hủy hoại cuộc sống của dân tộc Ukraine. Đâu có nhà dân sự nào mà không sử dụng điện mỗi ngày. Đây có thể được xem là một hành động diệt chủng của Nga. Đâu phải chỉ thế, Nga còn luôn hăm dọa sẽ sử dụng những hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân nếu cần thiết. Những việc làm này của Nga có thể lôi kéo những quốc gia trong khối NATO gồm 30 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Anh đủ sức mạnh để tham chiến. Viễn ảnh một cuộc chiến tranh nguyên tử tàn khốc vẫn có thể xảy ra. Nga và Hoa Kỳ hiện tại cũng đã có bom khinh khí, hydrogen bomb, có thể tương đương với vài triệu tấn chất nổ TNT. Trong khi đó trái bom nguyên tử nổ đầu tiên ở Hiroshima chỉ khoảng 10 kiloton TNT. Sự hủy diệt mọi sinh vật trên trái đất này vẫn có thể xảy ra, làm tôi nhớ đến cha đẻ của bom nguyên tử Albert Einstein rất nổi tiếng khi ông được hỏi nếu có thế chiến thứ ba xảy ra. Thế giới sẽ ra sao? Ông trả lời ngay, tôi không biết thế giới sẽ ra sao, nhưng tôi biết thế chiến thứ tư, lúc đó người ta sẽ đánh nhau bằng vũ khí là đá và gậy gộc. Trong dân gian của Việt Nam thì có một câu sấm truyền, chẳng biết đến từ đâu, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Nghĩa là 1 phần 10 dân số của thế giới sẽ ra đi. Tác giả mylinsngia.aol.com, không gì ữ bản quyền.